Mẹ luôn suy diễn mọi thứ, không ai làm mẹ khổ cả, chỉ là chính mẹ thôi. Vâng, là tôi sai. Tôi sai cả. Nên chị cũng không phải đến đây giả vờ thương xót, cũng không phải diễu võ dương oai rằng mình có một bà mẹ chồng tốt. Chị cứ thảnh thơi về hưởng hạnh phúc của mình đi. Vâng, con về. Cháu chào hai cô ạ. À, cảm ơn hai cô đã quan tâm đến chuyện của nhà cháu. Thì là cô vừa khen ấy, là mẹ chồng cháu ấy hiền lành đức độ, lại đối xử rất là tốt với con dâu bà nhờ. Mẹ cháu ở nhà cũng dỗi, có hai cô nói chuyện như thế này thì cũng đỡ quá. Cảm ơn các cô nhiều. Nhưng mà cháu cũng là người rảnh lắm, nên lần sau các cô có muốn nói chuyện về cháu thì cứ gặp trực tiếp cháu. Còn đây là các visit của cháu, không gặp được có thể gọi điện cũng được cô ạ. Cảm ơn hai cô đã quan tâm. Kìa, không có gì đâu, cũng là chỗ hàng xóm nó hiềm với nhau cả thôi. Ý nó là thế nào nhỉ? Trung tâm phát triển y tế cộng đồng. Ý nó là nếu mình cứ tham gia vào chuyện gia đình nhà nó thì nó sẽ xử lý mình theo cái kiểu băng bó luôn à? Ôi trời, tôi chả biết đâu. Có khi là nó đưa nhầm ấy chứ. Mà lần sau nhá, đừng có xía vào cái chuyện nhà bà Sinh ý nữa. Cái con bé đấy cứ giả bộ hiền lành ấy, nhưng mà cũng đáo để ra phết đấy bà. Ghê gớm quá đấy còn gì. Ở nhà em có nuôi thêm con gì không? Mẹ chồng tôi bị dị ứng lông chó và mèo nên nhà tôi không nuôi được con gì cả. Anh biết em có gia đình rồi, không cần phải thông báo cho em. Bà đi. Việc anh có mặt ở đây và ở gần phòng của tôi là sự tình cờ à? Em đoán đi. Tôi việc gì phải đoán, với cả người chả liên quan đến cuộc sống của tôi cả. Bây giờ tôi chỉ muốn đoán xem chồng tôi đang làm gì vào ngày kỷ niệm cưới của vợ chồng tôi thôi. Em cũng nên thử đoán đi, biết đâu sẽ có đáp án bất ngờ. Tôi không thích sự tình cờ này, vì không muốn những mối quan hệ cũ chẳng đâu vào đâu ảnh hưởng đến cuộc sống đang yên bình của tôi. Mong anh để ý cho, để tránh khó xử cho cả hai. Anh Tuấn, gặp được anh khó quá nhở? À đây à, qua này công việc của anh lu bu quá. Anh thấy cuộc điện thoại của em nhưng... Nhưng anh không thèm nghe đúng không? Em hiểu được mà. Lý do em đến gặp anh đơn giản lắm. Em sẽ không thắc mắc về việc hàng loạt cán bộ kỳ cựu của Lan Hà đồng loạt bị sa thải. Em cũng không thắc mắc vì sao giữa lúc rối ren anh tăng lương tăng thưởng rồi mua nhà. Em chỉ muốn tìm hiểu về vụ của bố em thôi. Em bình tĩnh đã. Chuyện của bố em cũng là bất đắc dĩ thôi. Anh thì lại lực bất tòng tâm. Bố em hối lộ với tư cách cá nhân như thế, bằng chứng đầy đủ rõ ràng. Anh không có một cách nào để hợp thức hóa cái chuyện này được. Ok. Vậy anh cho em xin hồ sơ giấy tờ của vụ Hoa Tâm, được không? Chắc là không quá sức với anh chứ. Việc này... Mà kể cả có quá sức, em nghĩ anh nên hợp tác với em. Vì em chỉ muốn biết sự thực thôi. Còn nếu như anh không hợp tác, cũng là một cách em biết rõ bộ mặt của anh hơn. Còn em không tin, em không thể tiếp cận được số hồ sơ đó. Người nhiệt tình trong việc chuyển giao Lan Hà là anh. Người làm giấy tờ để em chuyển giao toàn bộ tài sản của bố em cho anh ta là anh. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng là anh. Người chịu trách nhiệm pháp lý cũng là anh. Anh ta cho anh bao nhiêu tiền? Anh là người làm về pháp luật, anh hiểu rõ hơn ai hết anh làm sai những gì mà. Còn nếu anh muốn căng thẳng cũng được, em sẽ để luật sư của em làm việc trực tiếp với anh. Em lại đang mất bình tĩnh đấy. Thôi, mai qua Lan Hà để lấy hồ sơ nhá. Được ạ. Hy vọng là em sẽ không phải qua lại đây tìm gặp anh một lần nữa. Em đến rồi à? Em ngồi đi. Anh mất công chuẩn bị cầu kỳ như thế này để làm gì? Không ai đi ngoại tình mà khua khoáng như anh đâu. Thì em cứ ngồi đi đã, nào. Ơ kìa, chán nhỉ. Anh đã mất rất nhiều tâm sức chuẩn bị lên ý tưởng cho bữa tối ngày hôm nay. Sao anh không có tí cảm động gì thế? Anh không tin hả? Anh còn chuẩn bị cả loài hoa mà em thích nhất đấy. Kìa, tại sao em lại chuẩn bị khóc đấy? Tại sao? Không được, hôm nay sinh nhật của em mà. À, em cảm động quá đúng không? Biết ngay mà. Nhưng mà anh nghĩ là không cần phải cảm động tới mức này đâu. Em mà làm thế này là anh đau lòng lắm đấy. Kìa, nói đi, như thế này là như thế nào? Như thế nào? Em cứ từ từ, sao nóng vội thế nhỉ? Tất cả mọi việc, mọi chuyện nó đều phải có quá trình. Nó giống như cái kế hoạch của anh vậy. Vậy nên là em cứ trải nghiệm. Em cứ từ từ, từng phút, từng giây một. Với dù gì đây sẽ là sinh nhật cuối cùng mà anh có thể tổ chức cho em. Anh muốn gì? Anh muốn biết cảm giác của em. Cái cảm giác mà em bị cái thằng chồng của em là anh, người mà em luôn tin yêu, tin tưởng, đâm sau lưng em, nó như thế nào? Đây, anh muốn biết cảm giác đấy, nó như thế nào? Chưa được thổi nến thì khóc đúng không? Phải thổi nến đúng rồi. Tuổi 35 thật đẹp. Happy birthday vợ yêu. Happy birthday vợ yêu. À khoan, trước khi mà thổi nến phải đúng cái quy trình. Em phải ước, em phải nhắm mắt lại, chắp tay, em nguyện cầu. Ví dụ như em cầu cho bố em khỏe lại, em cầu cho ông ta không dính vào vòng lao lý, em cầu cho đây không phải là sự thật, đúng không? Đây là tâm sức của ai? Nó rất là ngon, nó rất là ngon. Tại sao em lãng phí như vậy? Em có biết ngoài kia có rất nhiều đứa trẻ hồ đồ mà ăn không? À! Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn. Anh không chấp nhận được cái chuyện mà vợ chồng xưng nhau, xưng hô với nhau kiểu này. Em đã mắc một sai lầm rất sai. Em có biết là em càng đau đớn thế này, em càng phát điên, thì anh, chính anh mới là người hại và vui sướng nhất. Em có tin được không? Nhưng đó là sự thật. Mạnh Hoàn, tại sao anh đối xử như thế với tôi? Tại sao? Tại sao? Em 35 tuổi bây giờ em còn hỏi tại sao? Và lý do nó rất là đơn giản. Tại vì em vô tình. Em là con gái của kẻ thù của anh, kẻ thù của gia đình anh. Vậy nên cái gì mà ông ta yêu quý nhất sẽ là thứ mà anh dám nạp nhiều nhất. Bố tôi. Bố tôi làm gì anh? Đi về mà hỏi bố cậu, sao tôi biết được? Không. À, lão già đó tầm này chắc tỉnh rồi. Nhưng mà tôi đang hình dung khi ông ta tỉnh dậy và ông thấy con gái rượu của ông ta như thế này thì sẽ sao nhỉ? Xem nào. Nếu là tôi nhá, vỡ tim mà chết, đột quỵ mà chết. Em họ nhìn chị mày kia, mày muốn đánh đánh đi để xem ai mới là người đau nhất. Tao hay chị mày?